Đây là chiếc đầu kéo Phao, một chiếc đầu kéo mà có doanh số top 1 của Trung Quốc. Và hiện tại thì bên em đang bán sản phẩm đầu kéo Phao này tại thị trường miền Bắc. Bác nào cần thì alo em theo số điện thoại trên màn hình.